Rồi, cái thẻ thứ hai trong cái tạo file mới đó là comic. Comic này là dành cho những bạn vẽ truyện tranh. Tại sao cái này nó rất là đặc biệt dành cho những bạn vẽ truyện tranh thì mình đã nói phần mềm này nó dành cho những bạn vẽ truyện, ưu tiên cho những người đó. Thì các bạn thấy default resolution bây giờ của nó cũng để 300 dpi tại vì các bạn sẽ in và nó chỉ có số lớn hơn. Dĩ nhiên nếu như các bạn muốn thì các bạn vẫn có thể đổi được cái số bằng cách bôi đen cái số đó, là gõ cái số mà mình mong muốn vô. Nhưng mà default của nó ban đầu là 300, đó là một số chuẩn để các bạn có thể in ra sắc nét. Thì ở đây template, ở đây tức là nó có những cái size sẵn có và các bạn phải follow theo những cái size này. Các bạn không sẽ tạo một cái size ngẫu nhiên được nữa, mà sẽ có những size, chẳng hạn như đây là có size A5 color, là các bạn khi chọn cái này các bạn sẽ có tô màu. Nhưng nếu như các bạn chọn grayscale thì nó sẽ hoàn toàn là trắng đen và không có màu. Rồi, tương tự như vậy sẽ có B5, B4. Thường là các họa sĩ manga người ta sẽ chọn là B4. Thì đó lý do tại sao nó sẽ ghi cái chữ manga ở đây, còn không sẽ là doujinshi ha. Rồi có cái này, đây là dạng manuscript, cái đây là cái trang mà kiểu manga là ở Mỹ. Mình thì thường là thích cái này tại vì cái lời của nó nhìn thoải mái hơn. Nói chung là tùy theo ý muốn của các bạn có thể thử test rồi lựa chọn theo ý muốn của mình. Rồi. Background color thì cũng tương tự vậy thôi, đó là các bạn sẽ có trong suốt hoặc là màu trắng. Tại dĩ nhiên vẽ truyện tranh thì cái nền nó phải màu trắng, sau đó các bạn cứ tô màu nền từng khúc khúc, sau đó thì vô trong làm việc rồi mình sẽ làm. Rồi. Ở đây nó có hai cái phần. Tại sao các bạn phải theo template của cái comic ở đây? Khi bạn làm comic thì mình cũng đã làm sách rồi, nên hình ra mình sẽ nói với các bạn. Ở đây nó có hai cái, đó finish line và save line. Finish line đây là bookbinding, ở đây thường là những cái người ta sẽ đóng gáy sách này nọ, người ta sẽ bị cắt đi. Ví dụ nếu như các bạn vẽ ra mà tràn ở chỗ đó, thế nào nó cũng bị cắt. Và chính vì nó sẽ làm cái line đó cho các bạn chú ý, để các bạn không vẽ vào trong đó nữa. Cái save line ở đây là các bạn có thể vẽ vào trong này có khả năng không bị cắt. Tại vì tùy theo từng nhà sản xuất, người ta sẽ có một cái template riêng của người ta, có một cái bản riêng để khi người ta design lại cuốn sách và người ta sẽ chỉnh sửa lại. Nhưng nếu như các bạn vẽ trong save line thì phần lớn là các bạn không bị cắt ở trong phút này. Thì cái save line này nó dành đặc biệt là dành cho những bạn mà thích vẽ tràn khung á, thì các bạn sẽ dùng cái save line này. Rồi, tương tự cái clip này thì mình cũng quên mất là cái gì, để lát nữa mình vô mình coi sau ha. Rồi, frame width. Nếu như mà bạn nào mà vẽ một cái trang đôi hoặc là làm một cái cover page, là cái bìa, thì các bạn sẽ click vô cái này, nó sẽ xuất hiện hai trang dính liền vô nhau, nhưng nó vẫn là một file thôi chứ nó không phải là hai file ha. Rồi, sau đó các bạn click OK thì mình sẽ cho coi thử. Đó, như vậy. Thì cái bookbinding là cái khoảng này, đây là cái khoảng nhỏ nhỏ xíu bên ngoài đây nè. Mình sẽ zoom vào để các bạn sẽ thấy đó. Nó sẽ tự động cho các bạn những cái đường kẻ này. Những cái đường kẻ này sau khi các bạn save xong rồi thì nó sẽ mất đi, nó không xuất hiện nữa. Đó, thì cái khoảng cách này nó sẽ bị cắt. Gần như 100% nó bị cắt, tùy theo cái template của mỗi nhà sản xuất nó như thế nào thôi. Và cái phần này là cái phần mà mấy bạn có thể vẽ tràn ra ha. Đó, vẽ tràn ra ngoài. Và khi thường á là nếu như các bạn mà chọn tạo khung rồi thì cái khung nó sẽ bo theo cái đường này, và các bạn sẽ vẽ trong đây. Đó, đây các bạn sẽ vẽ trong này. Còn phần này là có khả năng bị cắt, còn phần này là chắc chắn bị cắt. Đó, thì cái ý nghĩa của những cái chuyện đó là như vậy. Thì để mình xem cái clip này, do lâu quá mình không có đụng tới cái này nên mình cũng không nhớ. Chẳng hạn như mình đổi lên 10 đi cho dễ nhìn đi ha. Nên nó có gì thay đổi không? Đó là chỉnh, nó là sửa lại cái phần lề ngoài ở đây nè. Đó là ý mình là cái này nó là dày. Cái split ở đây tức là cái khoảng cách. Cái khoảng cách này thường nó default cho mình là 3 cm là sẽ bị cắt, đúng không?
thì cái phần này á, nó cái đường line, cái size hồi nãy mà để, tức là cái vị trí của đường line thôi, còn đây là khoảng cách, cái clip đó nó là khoảng cách, thì cái đường line thứ hai safe line nó sẽ nằm ở đây đó. Tóm lại là như vậy, tức là mình nói lại lần nữa ha, thì tức là như vậy, cái finish line bookbinding tức là cái đường nó nằm bên ngoài đây nè, đó, nó nói về cái đường nằm bên ngoài đây ha, thì cái clip đây tức là cái vùng nó sẽ bị cắt. Cái safe line ở đây là cái đường bên trong đó, các bạn thấy đường bên trong không, thì cái khu vực bên trong này các bạn sẽ bị cắt, các bạn sẽ vẽ được, xin lỗi, các bạn sẽ vẽ được bình thường, không có vấn đề gì. Và cái khoảng cách giữa cái safe line và finish line này, hai cái khoảng cách này nó các bạn có thể vẽ tràn ở đó và có khả năng bị cắt thôi, nhưng mà rất là thấp, hầu như là không bị, đúng không, là như vậy. Rồi, tóm lại là khi tạo file về của Medibank thì các bạn cần lưu ý như vậy. Thì sau khi các bạn tạo file xong, dĩ nhiên các bạn cần phải mở một cái file. Nếu như các bạn vẽ rồi, các bạn mở file thì hướng như hồi nãy nó đã hướng dẫn đó, các bạn vô file, các bạn chọn open ở đây, tức là các bạn sẽ mở file. Hoặc các bạn có thể open recent file, tức là mở những cái file mà gần đây nhất mà các bạn vẽ, đúng không? Thì ví dụ mình chọn cái đây là gần đây nhất mình vẽ là cái hình này đó, mới chỉ trong dạng là sketch thôi ha, là phác thảo thôi. Thì nếu như các bạn cũng tương tự vậy thôi, là nếu như các bạn vẽ từ bên ngoài thì các bạn cũng chọn open đó, ví dụ open vậy, xong rồi các bạn sẽ vô một cái file nào đó các bạn đã lưu vào trong máy, vị trí chỗ nào thì các bạn tới chỗ đó. Thì chẳng hạn các bạn chọn vô đây cái file này, xong các bạn mở ra nhấn open thì nó sẽ hiện ra đây để các bạn tiếp tục làm việc. Thì đó là cách các bạn mở một cái file. Thì mình bắt hết mấy cái này đi. Đó, sau khi các bạn mở cái file ra như vậy thì như thế nào cũng được, đó là vẽ từ bên ngoài hoặc là vẽ trực tiếp trên đây. Dĩ nhiên trực tiếp trên đây thì nó là trang trắng, thì các bạn sketch lên trên đây thì các bạn sẽ bắt đầu làm việc. Vậy thì các bạn sẽ biết sơ sơ được về những phần cơ bản ban đầu của Medibank ha. Trong video sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn về những phần khác của Medibank. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.